Cái gì vậy? Kìa. Cái gì đâu? Có. Không. Ê, mắc cỡ quá à. Cái gì vậy trời? Ê, gì vậy trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Like Christmas, I love you so much. I love Christmas, cho em cái lọc này. Ấy là con nít quá. Thôi cái này con nít quá anh ơi. Ba, ba. Happy birthday cùng bạn. Happy birthday. Trời ơi, nói trời. I love you so much. Biết đang là ai vậy? Lại. Ê, vậy cũ. Chia tay. Bé ơi, bé từ từ từ. Anh chờ em lâu không? Ê, anh chờ em lâu rồi anh không nói nha, nhưng mà anh không có thích là cái quán này như thế này. Tự nhiên á hả, anh thích cái hình mà kiểu quán cà phê nó phải zigzag. Nó phải zigzag mà em chọn cái chỗ này nhìn nó phong trần, nó sạch sẽ quá anh không thích. Giờ anh thích zigzag được không? Không có ờ gì hết á. Em lần sau nha, nếu mà đi với anh á là phải kiếm những cái quán cà phê mà kiểu zigzag cái anh mới chịu. Chứ cái kiểu này là anh không muốn rồi đó. Anh đói bụng không? Anh đói thì anh đói, nhưng mà anh bực nhiều hơn em ơi. Tại vì anh muốn đi chơi mà phải một cái chỗ mà thật sự rồi là nó hợp lý với anh đó thì anh mới đi. Nhưng mà đừng vậy. Giờ em ờ hoài rồi, em không biết nói gì hết hả? Em ờ đó nghe nè. Nãy giờ mày không cho tao vô một cái câu nào luôn á. Mày nói cái miệng mày lắng quăng mà không có để làm da non luôn á. Chia tay đi, không có yêu gì hết nha. Ê, từ từ. Cái miệng á, cái miệng hại cái thân á. Cho mày một tấm bây giờ á. Tao cung cái tay à. Alo, em. Sao? Hợp đồng đó hả? Nhiêu? 500 củ hả? Nhỏ anh gọi em liên hệ bên đối tác cho mình. Anh ơi, đi coi phim đồ không? Dạ, chưa. Không, anh không bận gì hết. Em hẹn đi 15 phút sau anh qua anh gặp khách hàng chốt luôn. Cái gì 15 phút nữa là có mặt ngay? Bận quá thì ở nhà làm công việc. Đừng có rủ con gái nhà người ta ra đây uống cà phê xong tôi ngồi tôi ngắm không làm việc hả? Đừng có ý đẹp mà muốn làm gì làm nha. Nghe. Giống quỷ quá à. Ừ, nói tiếp em không sao hết. Ừ, này quan trọng mà. Em mấy con khủng mà. Bởi vậy chị nói bé là không có thằng đàn ông nào mà coi được hết trơn, chỉ có bé thôi. Nào, quen gái đi.